Chào mừng quý vị đã đến với kênh Tin tức sức khỏe. Chương trình hôm nay gồm những tin chính sau: 5 loại nước súc miệng từ thảo dược phòng bệnh phổi mùa Covid, siêu thực phẩm kéo dài 5 năm tuổi thọ nhưng chẳng ai biết. Sau đây là thông tin đầu tiên. 5 loại nước súc miệng từ thảo dược phòng bệnh phổi mùa Covid. 1. Nước súc miệng từ lá bạc hà. Hương vị bạc hà thơm mát thường được các hãng sản xuất nước súc miệng ưu tiên sử dụng. Nhờ chất menthol có trong lá bạc hà có tác dụng kháng khuẩn, xoa dịu chứng đau họng, hôi miệng và làm thông mũi, đặc biệt hiệu quả trong phòng tránh bệnh phổi và các loại virus gây viêm nhiễm. Để thực hiện, lấy một nắm lá bạc hà cho vào một cốc nước đã đun sôi, ngâm trong khoảng từ 4 tới 5 phút rồi vớt lá ra là bạn đã có dung dịch nước súc miệng tuyệt vời, cực kỳ đơn giản. Loại nước súc miệng thứ hai, nước súc miệng từ cam thảo. Rễ cây cam thảo vốn là vị thuốc trong đông y dùng để chữa nhiều bệnh. Đối với trẻ nhỏ, loại cây này còn có tác dụng diệt khuẩn, làm dịu cơn đau họng, giảm dịch đờm trong cổ họng cho bé. Dùng nước súc miệng cam thảo có thể sử dụng được cho cả trẻ nhỏ và người lớn. Trong thời điểm hiện nay, việc phòng tránh các cơn đau họng, các đợt ho là điều cần thiết, tránh tạo cảm giác lo âu về bệnh COVID-19. Để thực hiện, pha một thìa bột cam thảo với 240ml nước ấm rồi khuấy đều. Súc miệng đều đặn từ 2 tới 3 lần một ngày, vừa chữa đau họng và còn giúp mùi hôi miệng biến mất. 3. Nước súc miệng với tinh dầu trà xanh. Tinh dầu trà xanh có vị đắng, tính hàn, được chiết xuất từ những lá trà xanh tươi, nên hầu hết các chất có trong lá trà đều có trong tinh dầu trà xanh. Đây cũng là một loại dược liệu diệt khuẩn rất tốt trong hỗ trợ điều trị các bệnh về phổi, đường hô hấp, đặc biệt là bệnh lao phổi. Riêng đối với bệnh hôi miệng, tinh dầu có chứa các chất chống oxy hóa. Nó sẽ làm ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây mùi trong khoang miệng, mang đến cho bạn hơi thở thơm mát và dễ chịu. 4. Nước súc miệng từ muối và gừng. Muối và gừng thường đem đến lợi ích rất quan trọng cho răng miệng và lợi, bởi chúng có chất kháng viêm. Hơn nữa, chúng còn giúp khử mùi hôi răng lợi và loại bỏ vi khuẩn dính trên răng. Hiện việc sử dụng nước muối súc miệng được các bác sĩ khuyên để đề phòng virus COVID-19 nói riêng và bệnh đường hô hấp nói chung. Ngay cả những bệnh nhân mắc COVID-19 cũng được khuyên súc họng hàng ngày trong quá trình kết hợp điều trị cùng các loại thuốc khác. Thực hiện, trộn 1/3 chén nước, một muỗng canh gừng nạo và một thìa muối với nhau, khuấy đều lên và nấu trên lửa nhỏ trong vòng từ 2 tới 3 phút. Tắt bếp, để trong tủ khoảng 15 phút rồi chờ nguội dùng 3 lần một ngày, mỗi lần súc miệng khoảng 2 tới 3 phút. Chuyển sang thông tin cuối cùng. Siêu thực phẩm kéo dài 5 năm tuổi thọ nhưng không ai biết. Nghiên cứu mới nhất được công bố gần đây trên tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Mỹ và kết quả nghiên cứu hợp tác giữa Bệnh viện Viện Nghiên cứu Y khoa Denmark ở Tây Ban Nha và Viện Nghiên cứu Acid Béo của Mỹ đã công bố bằng chứng cho thấy một loại thực phẩm siêu đặc biệt có thể kéo dài tuổi thọ của bạn lên tới 5 năm nhưng rất hay bị bỏ quên. Siêu thực phẩm này chính là các loại cá béo. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị hai khẩu phần cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích, cá hồi hồ, cá mòi và cá ngừ mỗi tuần. Các hướng dẫn chỉ định rằng mỗi khẩu phần ăn nên khoảng 100 g cá nấu chín hoặc khoảng 3/4 bát cá tươi. Tác giả của nghiên cứu, bác sĩ Alex Salavilla từ nhóm nghiên cứu dinh dưỡng và nguy cơ tim mạch của Bệnh viện Nghiên cứu Y khoa Denmark ở Tây Ban Nha cho biết, nhờ thường xuyên ăn cá béo giúp tăng tuổi thọ lên gần 5 năm. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của Tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!